khi cô con gái đầu lòng được 5 tuổi, chị Nguyễn Hằng Ly ở Cầu Giấy, Hà Nội quyết định sinh thêm cháu thứ hai. Hiện tại, chị đã mang thai được 16 tuần. Bên cạnh mong muốn cho thai nhi được phát triển khỏe mạnh, chị và gia đình còn có một niềm ao ước khác. Gia đình cũng mong là có cháu trai để nối dõi tông đường. Ông thì cũng là trưởng họ và bố cháu thì cũng là tương lai là trưởng họ thì cũng mong cháu là con trai. Thật khó tin bởi tâm lý phải đẻ con trai để nối dõi tông đường có từ thời phong kiến lại tồn tại trong tư tưởng một giáo viên với trình độ đại học. Trên thực tế, phụ nữ có trình độ học vấn càng cao lại càng dễ dàng tiếp cận với các phương pháp chuẩn đoán và sàng lọc giới tính trước sinh. Theo thống kê của Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ phụ nữ chưa đi học biết giới tính thai nhi chỉ là 32,4%, trong khi con số này của phụ nữ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên chiếm tới 83,5%. Thực ra là tôi biết tôi có cháu trai từ khi tôi có cháu được khoảng 16 tuần. Đi siêu âm bác sĩ nói. Bác sĩ bình thường nó không trả lời nhưng mà mình bảo là do gia đình các thứ ấy. Thì bác sĩ sẽ trả lời cho mình thôi. Bác sĩ thì chỉ bảo là nói là giống mẹ, khả năng là giống mẹ thế thôi, mình biết thế thôi. Mặt trái của tiến bộ trong y học cùng sự quản lý lỏng lẻo của ngành y tế đã tiếp tay cho những quan niệm cổ hủ phá hoại sự cân bằng vốn có mà tạo hóa ban cho con người. Tỷ số giới tính trước sinh ở nước ta cứ tăng lên hàng năm theo cấp số cộng. Năm 2006, tỷ số này là 109,8 bé trai trên 100 bé gái, thì hiện tại là 112,3 trên 100. Trong khi, theo quy luật tự nhiên, lẽ ra chỉ số này chỉ dao động trong khoảng 104 đến 106 bé trai trên 100 bé gái. Từ năm 2006 đến nay thì nó tăng cao một cách bất thường. Mà tăng cao bất thường như vậy đương nhiên là có một cái sự lựa chọn giới tính của thai nhi trước khi sinh. Theo dự báo, cứ với đà gia tăng chênh lệch như thế này, chỉ vài chục năm nữa sẽ có khoảng 4 triệu nam giới Việt Nam không thể lấy được vợ. Thực trạng này sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy cho xã hội như buôn bán phụ nữ qua biên giới, bạo hành gia đình, tảo hôn. Mỗi người dân, mỗi cặp vợ chồng, mỗi gia đình phải thấy được rằng mình sinh con gái cũng như con trai và không có quan niệm khác nhau giữa con trai và con gái. Tôi cho đấy là vấn đề quan trọng bậc nhất. Bởi vì nếu đã thông từ cái đầu rồi thì cái tỷ số giới tính khi sinh nó sẽ xuống. Đáng buồn là sự thay đổi trong tư tưởng này khó mà có thể đến trong một sớm một chiều, nhất là khi những người được cho là tiến bộ trong xã hội vẫn còn mang nặng tư tưởng cổ hủ.